xin kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục dân tộc và phát triển của đài phát thanh truyền hình ca bằng thưa quý vị và các bạn với điều kiện đất đai khí hậu phù hợp tại xã vũ minh huyện nguyên bình người dân chủ động chuyển đổi diện tích đất đồi đất dãy kém hiệu quả sang trồng cây thanh long và đạt năng suất khá cao từ đó giúp bà con có thêm thu nhập trang trải cuộc sống tuy nhiên bài toán đầu ra vẫn chưa thực sự ổn định bền vững đó là nội dung của phóng sự cây ngô nhường đất cho cây thanh long trong chuyên mục ngày hôm nay. Và mở đầu như chuyên mục, như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần điểm tin về hoạt động công tác dân tộc. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai quyết liệt chủ động kịp thời nhiều giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ an sinh xã hội. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý đạt 133,5 triệu USD, tăng 63% so với tháng trước. Du lịch gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ vận tải bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 829 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách kịch bản tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm, triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, quản lý xuất nhập cảnh trái phép, chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phiên họp đã thông qua một số dự thảo văn bản quy định pháp luật, Đối với dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh văn bản, dự kiến sẽ thông qua trong phiên họp tháng 8 năm 2022. Dự thảo quyết định quy định mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề và làm vé số giả của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết cao bằng, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục có ý kiến giải trình về sự cần thiết và những quy định phù hợp để xem xét ban hành. Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh tiếp tục đến giám sát việc di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở tại huyện Hòa An. Cùng đi có đại diện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở tài chính, sở xây dựng, sở tài nguyên và môi trường. Tại huyện Hòa An, đến hết tháng 12 năm 2020, huyện Hòa An đã di rời được 100% gia súc ra khỏi gầm sàn nhà. Tổng số hộ được di rời trong giai đoạn 2017-2020 là 589 hộ. Tổng số tiền hỗ trợ để di rời là trên 1,74 tỷ đồng qua giám sát đoàn giám sát đánh giá cao nỗ lực triển khai di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở của huyện hòa an công tác lãnh chỉ đạo triển khai từ huyện đến xã luôn quyết liệt và sát sao bám chắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên phân công nhiệm vụ đối với từng cán bộ để kiểm tra đôn đốc việc di rời quản lý sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng đúng định mức theo quy định nhận thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường được nâng lên Đoàn giám sát đề nghị thời gian tới, huyện Hòa An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không tái nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn nhà ở, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Sở Y tế vừa tổ chức gặp mặt 32 cán bộ y tế sẽ lên đường tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. 32 tình nguyện viên gồm bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật y chuyên ngành xét nghiệm đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học của truyền tỉnh là nhân viên y tế có kinh nghiệm, có bản lĩnh, nhiệt tình, năng nổ trong công tác sẽ lên đường tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận biểu dương đánh giá cao tinh thần tình nguyện, sung phong vào tâm dịch để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các cán bộ ngành y cao bằng, giám đốc sở y tế, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh nhấn mạnh. Đây là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm nặng nề đối với các thành viên tham gia. Vì vậy, mỗi cán bộ cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, chỉ đạo công tác chuyên môn của Sở Y tế, xây dựng kế hoạch, phương án quản lý và điều phối trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị liên quan, đảm bảo các điều kiện chế độ, chính sách, kinh phí cho các thành viên, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thuốc quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay và test nhanh kháng nguyên cho các thành viên đoàn nhân lực y tế tỉnh tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh để sử dụng khi cần thiết. Dự kiến đoàn sẽ lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mùng 6 tháng 8. Thưa quý vị và các bạn, cứ đến mùa thanh long, người dân Cao Bằng đã không còn xa lạ với những vườn cây trĩu quả của người dân xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình từng vườn cây trái đỏ rực nổi bật trên những triển đất thoai thoải. Cây thanh long đã làm thay ra đổi thịt cho Vũ Minh, giúp nhiều hộ dân ở nơi đây vươn lên thoát nghèo. Nhận thấy giá trị của loại cây này, không chỉ các xóm vùng đồng mà cây thanh long đã được người dân ở xóm bản vùng cao đưa lên núi đá. Những mảnh đất dãy sen đá cằn cỗi vốn để trồng ngô, nay đã được phủ bởi màu thanh long. Đây là mảnh đất dãy hàng năm gia đình chị Bàn Mùi Xiên vẫn dùng để trồng ngô. Đất dãy thoai thoải, xen lẫn núi đá, trồng ngô năng suất cũng không được là bao. Năm 2020, chị Bàn với gia đình quyết định chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ. Hơn 300 gốc thanh long được trồng mới, thay thế cho nương ngô trước đây, tăng số thanh long của gia đình lên gần 1.000 gốc. Sau một năm chăm bón, một số cây trồng mới hiện đã mối quả và cho thu hoạch lứa đầu tiên. Nhà tôi trước đây đã từng tận dụng các hốc đá trên dãy để trồng thanh long rồi, thấy cũng có hiệu quả kinh tế. Năm vừa rồi tôi quyết định chuyển hết số đất dãy gần nhà mọi năm vẫn trồng hô sang trồng thanh long, thấy cây cũng phát triển tốt, hy vọng sẽ có thêm một phần thu nhập cho gia đình. Các xóm Lũng Trang, Lũng ỉn và Lũng Quang là các xóm vùng cao của xã Vũ Minh trồng thanh long trên những triển núi bao đời nay cây ngô vốn dĩ là cây lương thực chính cho cả người lẫn vật nuôi của đồng bào vùng cao đời sống người dân chật vật vì cây ngô năng suất không cao từ khi cây thanh long xuất hiện ở vùng đất này lại phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây người dân vùng cao dần già bị loại cây trồng này chinh phục càng những mảnh rẫy đất sen núi đá cây thanh long ra trái càng ngọt cứ thế diện tích trồng ngô dần già được thay thế bởi những vườn thanh long chữ quả trước đây là bà con ở khu vực này là trên thao cú ấy, hoàn toàn là trồng cây ngô địa phương là thu về năng suất là thấp sau là về sau là thực hiện trồng cây giống ngô lai là năng suất cao hơn một chút nhưng mà bà con cảm thấy cũng chưa ổn định về kinh tế cách vài năm cách đây vài năm thì bà con là chuyển về trồng cây thanh long thì có thu nhập kinh tế cao hơn Xã Vũ Minh nằm dọc theo chủ quốc lộ 34 tiếp giáp với thị trấn Nguyên Bình, nơi được xem là thủ phủ của Thanh Long. Nhiều năm nay, những vườn Thanh Long đã đem đến cho người dân ở đây một cuộc sống với hương sắc diện mạo mới. Những năm gần đây, một điều dễ nhận thấy khi đi qua Vũ Minh đó là những ngôi nhà cấp 4 khang trang và nhà cao tầng ngày càng mọc nhiều lên. Cạnh đó là những vườn Thanh Long từng hàng thẳng tắp nối nhau khắp cánh đồng, chân núi. Trước đây cũng như nhiều xã vùng bán sơn địa ở huyện Nguyên Bình, Vũ Minh trước đây từng là xã đặc biệt khó khăn. Đất đai nơi đây chủ yếu là những đất đồi thoai thoải không bằng phẳng, có những nơi núi đá lởm chởm chỉ có thể trồng ngô hoặc một số cây rừng. Sự xuất hiện của cây thanh long ruột đỏ ở xã Vũ Minh trong vòng 10 năm gần đây đã giúp bộ mặt đời sống của nhiều hộ dân nơi đây thay đổi từng ngày. Nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu, thu nhập hàng chục triệu đồng một số hộ trồng với diện tích lớn có thể thu đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cây thanh long đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực ở vùng đất này, trong khi nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Vũ Minh cũng đề cập đến việc phát triển cây thanh long trên địa bàn xã. Hiện Vũ Minh là xã có tổng diện tích thanh long lớn nhất toàn huyện Nguyên Bình, năm 2021 đạt gần 30 ha. Trong đó, số diện tích đang cho thu hoạch gần 20 ha trên 10 hecta được trồng mới từ năm 2020. Sau thời gian chăm sóc, người dân đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm trồng thanh long trên vùng núi đá, chủ động phát triển về diện tích. Thế nhưng, bên cạnh tín hiệu mừng về diện tích cây thanh long ngày càng được mở rộng, thì đồng thời một mối lo khác cũng hình thành. Theo đó, chính là việc tiêu thụ sản phẩm. Khi sản lượng thanh long của Vũ Minh nói riêng và huyện Nguyên Bình nói chung thu được số lượng lớn thì việc tiêu thụ sản phẩm là nỗi lo cho người dân. Tiềm năng đã được khẳng định nhưng điệp khúc được mùa mất giá vẫn liên tục xảy ra. Chúng tôi trồng thanh long mỗi năm mỗi nhiều, nhưng vì có nhiều nên tiêu thụ cũng khó hơn. Mong chính quyền có biện pháp nào để giúp người dân bản bán được thanh long, giúp cải thiện cuộc sống. phát triển theo hướng nào có hiệu quả kinh tế cao, nhưng đến đích cuối cùng vẫn phải xây dựng thương hiệu, tìm thị trường để thanh long trong tỉnh có đầu ra bền vững, góp phần giúp người dân vùng cao giảm nghèo. Cần có một giải pháp phát triển bền vững, đồng thời quan trọng nhất là việc liên kết thành chuỗi giá trị hàng hóa, tạo điều kiện cho người nông dân vùng cao trong việc tiêu thụ sản phẩm. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với người dân và chính quyền địa phương. Trong những năm tiếp theo là xã cũng có định hướng là thành lập hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cây thanh long cho bà con nhân dân. Nhưng mà trước mắt hiện tại là đang thành lập được một hợp tác xã thì cũng chưa đang đi vào hoạt động thì cũng chưa giúp tiêu thụ được sản phẩm của bà con nhân dân. Bây giờ bà con nhân dân cũng đang lo lắng về đầu ra của sản phẩm, quả cụ thể là quả thanh long cây Thanh Long ở xã Vũ Minh có rất nhiều tiềm năng và triển vọng. Vì vậy mong các cấp các ngành quan tâm giúp đỡ địa phương và nhân dân có hướng đi đúng, có kế hoạch tổng thể phát triển đi đôi với xây dựng thương hiệu, tìm thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm để Thanh Long có đầu ra bền vững, góp phần giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chuyên mục dân tộc và phát triển tuần này xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau